Anh chị và các bạn, mình là Thu Hà, năm nay mình 29 tuổi, mình đến từ Nghệ An. Hiện mình đang là tổng đại lý chuyên phân phối các phần mềm hỗ trợ tăng đơn ở trên Facebook. Như các bạn đã biết, ở phía sau Hà là công ty Zila Việt Nam. Hà hiện tại đang ở Học viện Zila Việt Nam. Hôm nay Hà làm video này để giới thiệu với tất cả mọi người về bộ 4 phần mềm của công ty Zila Việt Nam mà hiện tại Hà đang phân phối. Phần mềm đầu tiên mà Hà muốn nói với tất cả mọi người đó là phần mềm Auto FB. Như các bạn đã biết, kinh doanh trên Facebook hiện nay đang rất được ưa chuộng. Các bạn đang kiếm được thu nhập từ Facebook rất là cao. Các bạn đang là mẹ bỉm, các bạn đang là nhân viên văn phòng, ai cũng muốn bán thêm ở trên Facebook. Nhưng không phải đăng bài lên cũng bán được, không phải ai đăng lên cũng bán được. Nếu như các bạn không có kiến thức, không có công cụ, không có hệ thống, không có kỹ năng thì không thể nào thành công được. Vậy các bạn bán hàng trên Facebook, các bạn đã hiểu về thuật toán Facebook hay chưa ạ? Facebook sinh ra là để kết nối. Facebook ưu tiên những hành động kết nối với nhau. Nếu như các bạn không comment, like, nhắn tin với nhau thì bài đăng sẽ không hiển thị trên tường của nhau. Vậy, làm sao để các bạn bán hàng tốt hơn? Các bạn đăng bài lên, việc đầu tiên là cần phải để cho khách hàng nhìn thấy, thì sau đó họ mới mua, đúng không ạ? Vậy, các bạn làm sao? Làm sao để tiếp cận khách hàng một cách tối ưu nhất? Phần mềm Auto FB sẽ giúp các bạn làm được điều đó. Auto FB giúp các bạn tiếp cận 300 khách hàng tiềm năng mỗi ngày hoặc hơn. Làm sao họ làm được điều vậy? Làm sao phần mềm nó làm được? Là vì phần mềm nó giúp các bạn đặt nội dung comment tự động nhé. Các bạn chỉ cần soạn nội dung comment tự động theo từng một khung giờ cố định. Ví dụ, buổi sáng các bạn thường dành những lời chào, lời chúc với nhau đúng không? Sáng dậy ai cũng muốn nhận được một nguồn năng lượng rất là tích cực. Thì mọi người thường comment chào chúc nhau những câu rất là ý nghĩa. Thì các bạn vào phần mềm Auto FB, các bạn soạn những nội dung comment là hello ngày mới này, chúc ngày mới tốt lành nem này. Thì tại sao lại là từ nem? Nên khi mà vào phần mềm Auto FB để trong ngoặc vuông, nó sẽ tự động thay bằng tên Facebook người nhận. Ví dụ, các bạn soạn hello ngày mới tốt lành nem nha thì vào Facebook Hà sẽ thành là ngày mới tốt lành Trịnh Thu Hà nha. Và phần mềm Auto FB có một điều rất là tuyệt vời mà Hà muốn nói với tất cả các bạn, đó là khi mà các bạn đặt biệt danh. Ví dụ, các bạn ít tuổi hơn Hà mà vào đặt những câu comment mà gọi tên Facebook Hà thì nó hơi kỳ đúng không ạ? Thì làm sao để tránh được điều đó? Đó là phần mềm Auto FB có một mục là cá nhân hóa. Các bạn có thể đặt biệt danh cho Hà là chị Hà xinh gái, chị Hà dễ thương, hay là như các đồng đội của Hà vẫn hay đặt cho Hà đó là mẹ bỉm giỏi giang. Đó, ví dụ như vậy. Thì các bạn đặt những biệt danh như vậy, đặt những biệt danh như vậy thì phần mềm sẽ không gọi bằng tên Facebook của Hà nữa mà gọi bằng biệt danh. Nó tạo ra sự thân thiện. Vậy khi mà các bạn chào chúc người ta thì tức là nhận được tình cảm của người ta, khiến cho bạn bè của mình yêu mến mình, khiến cho khách hàng yêu mến mình. Và khi người ta yêu mến mình thì mình bán sản phẩm gì họ cũng sẵn sàng ủng hộ, đúng không ạ? Và còn một điều đặc biệt nữa là phần mềm Auto FB không chỉ là giúp các bạn tiếp cận list bạn bè của mình mà còn giúp các bạn tiếp cận tệp khách lạ. Tại sao? Là vì khi mà các bạn tham gia một nhóm thì những người đăng bài ở trong nhóm đó chưa phải là bạn bè, phần mềm Auto FB vẫn vào comment. Hà sẽ chứng minh cho các bạn thấy bằng video sau cái video này. Bằng cách đó là Hà sẽ cho các bạn tận mắt chứng kiến phần mềm Auto FB hoạt động ra sao. Và còn một cái tính năng rất là tuyệt vời nữa, đó là các bạn có thể cài đặt cái khung giờ. Buổi trưa thì các bạn có thể hỏi là ăn cơm trưa này, đó, buổi sáng thì là chúc buổi sáng này. Hoặc các bạn có thể cài đặt bán hàng trực tiếp ngay trên nội dung comment đó luôn. Đó, các bạn có thể cài đặt là hôm nay Hà có chương trình sale toàn bộ phần cửa hàng 10%, thì các bạn may mắn nhận được comment này thì hãy qua Facebook của Hà và lựa đó. Ví dụ như vậy, các bạn có thể soạn nội dung comment bán hàng thì người ta nhận được comment bán hàng của bạn thì người ta sẽ quan tâm, sẽ lội tường các bạn và xem các bạn bán gì. Các bạn không tin, các bạn cứ dùng thử đi. Các bạn hãy xem phần mềm Auto FB bên Hà hoạt động như thế nào bằng video sau đây nhé. Và chắc chắn thì điều các bạn đang thắc mắc đó là phần mềm này giá có đắt hay không? Thật ra thì nó quá rẻ. Các bạn không thể nào mà chu toàn một ngày mà vừa chăm con, đúng không ạ? Các bạn không thể nào mà vừa chăm con mà vẫn
là đi comment dạo bạn bè đi tiếp cận khách hàng được. Thì phần mềm Auto FB nó giúp các bạn tiếp cận 300 khách hàng tiềm năng mỗi ngày, mà giá thì một năm chỉ có 1 triệu thôi, nó quá rẻ luôn. Vậy các bạn chần chừ gì nữa mà không inbox cho Hà để nhận tài khoản về để dùng. Rồi, vậy thì các bạn inbox cho Hà nhá. Và các bạn hãy xem video sau đây để phần mềm hoạt động ra sao nhá. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem phần mềm Auto FB nó chạy như thế nào nhá. Đây là phần mềm Auto FB của công ty Zila Việt Nam. Đấy, thì mọi người sẽ vào chỗ cài đặt chung này nhá. Vào chỗ cài đặt chung này và mọi người để ý cái nút tròn Hà chạy này. Và mọi người vào cài đặt bình luận. Ở trong mục cài đặt này mọi người có thể cài đặt những câu chào chúc và những câu bán hàng luôn. Thì Hà cài đặt hai câu chào ngày mới này và những câu liên quan đến bán hàng này. Đó, những cái tớt gián tiếp. Thì mọi người có thể cài đặt những cái comment như thế này nhá. Sau khi mọi người cài đặt á, thì mọi người để ý là ở chỗ thời gian này. Đây, Hà sẽ cho thời gian chạy cả ngày hay là thời gian chạy mỗi buổi sáng thôi. Đó, thì mọi người chỗ này Hà sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người luôn. Nhưng mà sau đó mọi người chọn biểu tượng này, có thể like này, yêu thích này, thương thương này, hay ha ha, bất cứ một cái biểu tượng nào. Và cái mục phía dưới là cái mục cá nhân hóa tên, mọi người vào chỗ cài đặt. Thì đây sẽ hiện lên cái list danh sách bạn bè của mọi người. Ví dụ có bạn Giang My này nhá. Bạn Giang My này là hay là anh Lò Rèn Vương Hạnh là anh ấy lớn tuổi chẳng hạn. Thì Hà sẽ vào chỗ mù cái hình bút này, Hà xóa cái tên Facebook của anh đi và Hà gõ là anh Vương. Đó, Hà gõ như vậy thì lúc mà mình lưu đóng lại, lúc mà cài đặt là hello name chẳng hạn thì vào bài của anh Lò Rèn Vương Hạnh, thay vì bằng gọi tên Facebook của họ thì sẽ thay bằng cái biệt danh mình đặt cho họ. Như vậy nó đã tạo cái sự tin cậy, sự thân thiết hơn. Đó, khi mà mọi người đặt xong mọi người chọn biểu tượng nhá. Mọi người chọn biểu tượng này. Mọi người chọn biểu tượng sau đó mọi người ấn nút lưu đi. Mọi người ấn nút lưu là ok. Và sau đó mọi người bắt đầu chạy nhá. Hà sẽ ấn vào cái nút chạy tương tác này này. Mọi người để ý Hà sẽ ấn vào nút chạy tương tác và nó bắt đầu chạy. Đang comment vào bài Mộc Cầm, thả biểu tượng thương thương mọi người thấy không? Mà thả biểu tượng tương tương đấy. Đó, và comment luôn. Hà sẽ qua Facebook kiểm cho mở ra cho các bạn xem nhá. Ví dụ như là bài Mộc Cầm này thì Hà sẽ ra Facebook và họ mở tìm tên Mộc Cầm. Đây. Đấy, thấy chưa? Chị ấy mới chị đăng cách đây đúng 1 phút luôn. Hà bật lên là vào comment luôn. Đấy, là sẽ gọi bằng Hà cài đặt là name đã biết khai thác khách hàng gần nhà chưa. Thì name sẽ thay bằng tên Facebook người nhận. Thì nó tự động thay bằng tên Mộc Cầm, mọi người thấy không? Tức là họ vừa đăng bài phát là mình bật auto là chạy vào luôn. Cho nên là khách hàng bên Hà tuyển được rất nhiều sĩ nhờ cái chiêu này. Tại vì cứ đăng bài lên là mình là người comment đầu tiên nên họ rất là ấn tượng. Nên là họ xin làm cộng tác viên để sĩ luôn. Đó, rất là ok luôn. Thì mọi người mở phần mềm, mọi người nhớ là mọi người ấn nút home nhé, mọi người đừng có ấn nút back. Thì phần mềm vẫn đang tiếp tục chạy đây. Đấy, nó đang chạy rất là nhiều. Và cái hay của mọi người là mọi người có thấy nó đang hiện cái tích đỏ là bán hàng đây không? Đấy, nó nhận diện, nó đọc được nội dung ID của bài viết. Cho nên là nó sẽ loại trừ ra những bài viết mà tiêu cực hay là có những cái từ khóa mà đau buồn ốm đau thì nó sẽ tự động loại ra nhé. Đấy, nó nhận diện được bài nào là bài bán hàng và bài nào là bài chào ngày mới. Nó nhận diện được nhá. Đó, ok chưa? Rất ok luôn. Các bạn một ngày các bạn có thể bật được tầm 9-10 lần như thế này hoặc hơn. Mỗi lần chạy tầm 25-30 bài hoặc hơn. Thì nó tiếp cận khách rất là ok. Những người mà nhận được comment của mình thì chắc chắn thấy được bài đăng của các bạn nhá. Và các bạn có thể cài đặt bán hàng luôn ở trên cái comment đó giống như là Hà đang cài đặt như thế này. Rồi, ok chưa? Các bạn đã xem xong phần mềm Auto FB bên Hà hoạt động như thế nào và chắc hẳn các bạn rất là tuyệt, cảm thán rất là tuyệt vời đúng không ạ? Phần mềm nó giúp các bạn đi comment tự động mà. Vậy
Đây là phần mềm thứ hai mà Hà muốn giới thiệu với các bạn. Phần mềm này còn tuyệt vời hơn cả phần mềm AutoFB. Đó là công cụ bán hàng đỉnh cao Inbox FB. Tại sao gọi nó là Inbox FB? Tại vì nó có tính năng là gửi tin nhắn tự động kèm hình ảnh. Các bạn vẫn biết đấy, comment là cái ở trên bài thôi, nhưng mà cần chốt sale mới là cái Inbox. Các bạn thường là chốt sale hết ở Inbox đúng không ạ? Vậy cái Inbox là cái đỉnh cao bán hàng. Các bạn muốn nói chuyện sâu với khách hàng bắt buộc phải qua Inbox nói chuyện, chứ không thể nói chuyện comment ở trên bài được. Inbox là cái riêng tư. Đấy, vậy thì phần mềm bên Hà nó làm được việc này. Nó giúp các bạn gửi tin nhắn tự động theo nội dung mà các bạn soạn kèm hình ảnh. Đây là cái tính năng mới được cập nhật ngày 19 tháng 5 năm 2020. Thực sự rất là tuyệt vời luôn. Cái tính năng này mới được nâng cấp đây. Các bạn có thể soạn một cái hình ảnh là cái sản phẩm sale với giá bao nhiêu, giá gốc bao nhiêu, sale bao nhiêu. Trên cái hình ảnh sản phẩm đó thì cái tác dụng như thế nào, cái chính sách sale ra sao. Đó. Thì sau đó các bạn soạn nội dung là ví dụ nhá, bên Hà combo trị giá 550.000 đăng này đang sale duy nhất chỉ có một ngày, giảm còn 330.000 thôi. Nên nhận mà chương trình này chỉ dành cho 5 người may mắn nhận được inbox đầu tiên, nên quan tâm rep lại tin nhắn này Hà tư vấn kỹ hơn nhé. Đó, ví dụ các bạn soạn một cái nội dung tin nhắn như vậy, kèm nội dung hình ảnh, cái hình ảnh trên đó ghi rõ là giá bao nhiêu, bát như thế nào, hình ảnh ra sao, thì gửi được, người ta nhận được cái tin nhắn đó chắc chắn họ sẽ quan tâm và muốn bạn tư vấn. Khi mà các bạn chỉ gửi có tin nhắn không thôi thì họ chưa biết được cái hình dung sản phẩm ra sao. Nhưng đây nó kèm theo cả hình ảnh, thì trên hình ảnh đó ghi có rõ sản phẩm như thế nào rồi và giá ra sao, tác dụng ra sao. Cái này là cái tuyệt vời nhất. Và nó giúp các bạn một ngày gửi tin nhắn tầm 100, 200, 300 tùy các bạn chọn. Nó thật sự rất là tuyệt vời đúng không ạ? Khi mà các bạn gửi được tin nhắn như vậy, họ rep lại tin nhắn thì các bạn có cơ hội để cho sale. Hay là đơn giản các bạn chỉ có soạn những cái nội dung tin nhắn là chúc ngày mới tốt lành, hay là chúc ngủ ngon thôi. Hay là các bạn có một tệp khách hàng, làm sao các bạn quản lý được họ? Đó là phần mềm Inbox FB sẽ giúp các bạn lưu họ lại thành một tệp, và sau đó gửi tin nhắn nhắc nhở đều đặn họ hàng ngày sử dụng sản phẩm ra sao. Sau 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày mình sẽ có một cuốn sổ nhật ký. Mình gửi tin nhắn cho họ, nhắc nhở họ sử dụng sản phẩm và hỏi thăm tình hình họ ra sao. Và có cả cái chương trình tri ân đặc biệt chỉ dành cho khách cũ. Mình có cả chương trình tri ân thì mình sẽ gửi cho list khách cũ bằng cái tin nhắn tự động đó. Thì nó giúp các bạn chăm được khách cũ tuyệt vời nhất. Và các bạn cũng biết đấy, Hà luôn luôn nói với các bạn rằng 80% khách mới đến từ 20% khách cũ. Khách cũ luôn là người giới thiệu khách hàng của bạn tốt nhất. Tại vì họ đã mua hàng của các bạn thì niềm tin đối với các bạn rất là cao. Các bạn bán lại hàng cho họ rất là dễ, không cần phải tư vấn gì nhiều. Và họ cũng là người sẵn sàng giới thiệu khách mới cho các bạn. Vậy hãy inbox chăm sóc khách hàng cũ bằng phần mềm Inbox FB bên Hà. Đó là cái tính năng đầu tiên và tuyệt vời nhất mà Hà muốn cho các bạn xem. Cái tính năng thứ hai, nó không kém sự tuyệt vời, đó là tính năng quét khách hàng theo địa điểm. Nhiều khách hàng bên Hà đã nhảy cẫng lên vui sướng khi mà biết Hà, khi mà được nghe Hà giới thiệu về cái tính năng này. Các bạn chỉ cần nhập địa điểm bán đồ, nhập địa điểm khu vực các bạn đang sống, hay bất kỳ một khu vực nào ở Việt Nam hay là ở nước ngoài, các bạn nhập lên, phần mềm sẽ ngay lập tức quét ra những vị khách, những người bạn đang sử dụng Facebook ở địa chỉ đó, lưu về thành một tệp. Và trên cái tệp đó nó sẽ có 4 chức năng như sau. Cái thứ nhất, gửi tin nhắn cho tệp đó. Cái thứ hai, gửi lời mời kết bạn tự động cho tệp đó. Cái thứ ba, kết hợp với phần mềm AutoFB chạy comment tự động vào tệp đó. Và cái thứ tư là các bạn có thể xóa và đổi tên cái tệp đó rất là dễ dàng. Các bạn thấy đấy, nó hoàn toàn đi kết bạn tự động cho các bạn mà. Đấy, vậy thì chức năng này được khách hàng salon tóc, spa sử dụng rất là ưa chuộng luôn. Tại vì các bạn thấy đấy, spa thì khai thác chủ yếu là khách gần đúng không ạ? Đâu dễ gì mà ở một tỉnh khác mà có thể đến tỉnh này để làm mày làm môi đâu, xa quá. Đấy, spa phát triển luôn luôn là khách gần. Vậy thì cái tính năng này là cái tính năng tuyệt vời nhất mà spa bên Hà rất là ưa chuộng. Đó, thì các bạn chỉ cần nhập địa chỉ nơi các bạn sống thôi. Vậy thì các bạn thấy nhá,
Facebook nó luôn luôn ưu tiên hiển thị, như lúc nãy Hà nói là nó ưu tiên kết nối với nhau. Khi mà các bạn nhắn tin được với người ta rồi thì bài đăng của các bạn ngay lập tức xuất hiện trên tường người ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái mục tin nhắn là cái mục lưu rất là lâu, chứ không phải là như comment nó trôi. Cái tin nhắn lưu rất là lâu thì giúp các bạn, lúc mà khách hàng nhận được tin nhắn, họ có khả năng là họ chưa cái chốt sale, họ chưa có nhu cầu mua, thì ngay sau đó thì khi mà họ có nhu cầu hay là họ có gặp một khách hàng nào đó muốn sử dụng sản phẩm của bạn, thì cả khi mà các bạn đã có ở trên Messenger của họ rồi thì họ sẽ lưu tâm và nhớ đến bạn. Cái tính năng thứ ba mà Hà muốn giới thiệu với các bạn đó là tính năng lọc bạn bè không tương tác. Các bạn thấy đấy, lúc mà các bạn mới tạo Facebook, các bạn kết bạn rất là tràn lan, ai các bạn cũng kết bạn, chỉ muốn nhanh chóng là phu bạn bè. Vậy thì cái tệp bạn bè đó nó không chất lượng. Các bạn bán sản phẩm quần áo cho giới trẻ, váy, mà các bạn kết bạn toàn là tệp 50, 60 tuổi thì họ làm gì có nhu cầu mua váy thời trang của các bạn, đúng không ạ? Hay như các bạn bán cái sản phẩm dành cho nam mà các bạn kết bạn toàn là nữ thì cái khả năng nhu cầu của họ rất là thấp, khả năng nhu cầu mua hàng ấy. Thì phần mềm sẽ giúp các bạn tính điểm tương tác. Tất cả list bạn bè của các bạn chỉ cần mất 2 đến 3 phút là tính ra điểm tương tác, like bao nhiêu, comment bao nhiêu, và nó sẽ tính ra một list là bạn điểm tương tác bằng 0. Khi mà các bạn chọn xóa bạn tương tác bằng 0 thì những người có điểm tương tác bằng 0 không bao giờ tương tác, các bạn sẽ ngay lập tức bị xóa, nhường chỗ cho khách hàng tiềm năng. Tại vì các bạn biết Facebook chỉ có 5.000 bạn là full, và các bạn có một thuật toán Facebook mà các bạn không hiểu, các bạn thường xuyên bỏ qua, đó là bạn bè mới độ hiển thị rất là cao, cho nên mỗi ngày ít nhất các bạn cũng phải kết bạn được 50 người, làm mới tệp bạn bè liên tục. Thì lúc đó thì cái bài đăng của các bạn mới có cái khả năng hiển thị cao. Và có một cái nữa là khi mà các bạn quét ra được những bạn bè, tính điểm ra được những bạn bè có điểm bằng 0, thì sẽ có một mục, phần mềm nó có sẽ có một mục là gửi tin nhắn cho cái tệp này. Đó. Thì khách hàng bên Hà dùng cái tính năng này rất là ok. Đó là những người không bao giờ tương tác cho họ thì họ sẽ bắt đầu gửi tin nhắn tự động để kết nối lại với những người đó. Nếu những người đó là khách hàng, nếu những người đó không phải là nick ảo, nick cũ, nick đã bị hack, thì họ sẽ reset lại cái tin nhắn đó và mình sẽ kết nối lại với họ và biến họ trở thành khách hàng của mình. Còn nếu những người không reset thì mình sẽ xóa sau, không sao cả. Đó. Thì cái tính năng này là cái tính năng rất là tuyệt vời của phần mềm Inbox FB. Hay là phần mềm Inbox FB này có thêm tính năng đó là kết hợp với phần mềm Auto FB và chạy tương tác với tệp đó, chạy comment vào tệp. Khi mà mình chạy comment thì gửi lời mời kết bạn thì nó rất là dễ dàng được chấp nhận, đúng không ạ? Đó. Vậy thì phần mềm này nó còn có tính năng đó là quét bạn bè ở trong nhóm, quét hết khách hàng tiềm năng. Khi mà các bạn có đăng một bài, người ta comment vào rất nhiều, hàng trăm, hàng nghìn comment, thì các bạn dùng phần mềm quét được một phát. Chỉ cần cái link của bài đăng thôi, các bạn bỏ vào phần mềm nó sẽ quét ra hết những người đã comment vào bài đó. Đó. Thì ra được cái list đó lưu thành một tệp và các bạn sẽ chăm sóc cái tệp đó. Đây là tính năng tuyệt vời của phần mềm Inbox FB mà không một phần mềm nào khác có thể làm được. Vậy giá của phần mềm như thế nào? Chỉ có 1 năm là 1,5 triệu thôi, 3 tháng 600 và 6 tháng là 1 triệu. Các bạn có thể add 1, 2 hay là 3 nick, các bạn dùng rất là ok luôn. Vậy, ngay sau cái video này Hà sẽ cho mọi người xem video thực tế phần mềm nó hoạt động ra sao nhé. Hà sẽ cho các bạn xem cái tính năng gửi tin nhắn nó như thế nào. Ok chưa ạ? Hà sẽ cho các bạn tận mắt chứng kiến chứ không phải là Hà nói suông nữa. Rồi, mời các bạn xem nhé. Ok, bây giờ Hà sẽ cho mọi người xem phần mềm Inbox FB của công ty Zila Việt Nam hoạt động ra sao nhé. Khi mà các bạn mở phần mềm Inbox FB ra, đây, các bạn kết nối với tài khoản Facebook của các bạn rồi thì sẽ có mục gửi tin nhắn. Hà sẽ cho các bạn xem cái mục gửi tin nhắn trước nhé. Nó sẽ ra hiện ra list bạn bè của các bạn. Thì các bạn sẽ kéo lên và chọn vào người bất kỳ mà các bạn muốn gửi nhé. Hay ví dụ Hà sẽ chọn những người này. Đây, các bạn chọn một số. Ok rồi. Các bạn chọn một số như vậy nhé. Một số bạn như vậy nhé.
họ sẽ test cho các bạn một số bạn như vậy thôi. Rồi khi mà các bạn chọn xong rồi thì các bạn ấn nút mũi tên ở phía trên góc màn hình, các bạn ấn vào đây và các bạn sẽ thấy phía trên cùng này. Trên cùng này là hướng dẫn cho các bạn nhé. Thì lúc này có chọn một chị là Hà Bụ thì phần mềm nó tự động lấy cái ví dụ là tên nó luôn. Thì các bạn ấn vào hãy viết gì đó đây. Thì Hà đã soạn sẵn nội dung rồi, Hà chỉ việc dán thôi cho nhanh. Thì chỗ mà cái name các bạn để ý nhé, các bạn nên đặt từ name hoặc last name để tạo ra những tin nhắn khác nhau nhé, chứ đừng có viết không có gọi tên họ. Tại vì là khi mà các bạn đặt từ name như thế này thì sẽ thay bằng tên Facebook người nhận. Thì các bạn yêu cầu phải làm như thế này mới tạo ra được những tin nhắn khác nhau, thì Facebook nó mới không báo spam. Còn các bạn chỉ không có gõ thì nội dung tin nhắn giống nhau mà lại chạy bằng phần mềm chạy rất là nhanh ấy, thì Facebook dễ báo spam lắm. Và cái tính năng mà mới cập nhật của phần mềm Inbox là gửi hình ảnh kèm với nội dung tin nhắn. Thì các bạn ấn vào chỗ ba gạch này và ấn chọn thêm hình ảnh. Thì chọn hình ảnh mà các bạn muốn gửi đi. Như Hà thì Hà làm bằng phần mềm Canva. Cái này nó lại không di chuyển được nữa. Đây, Hà bằng làm bằng phần mềm Canva thì Hà sẽ chọn cái ảnh mà Hà đã làm sẵn. Sau khi các bạn chọn ảnh xong thì các bạn ấn vào nút mũi tên ở phía trên góc phải nhé. Xin lỗi các bạn, Hà giọng nó đang hơi bị cảm một chút ấy, cho nên giọng hơi khó nghe. Các bạn sẽ thấy đây, phần mềm đã gửi xong Hà Bụ rồi. Bây giờ đến Gia Bảo, Hà sẽ mở mét ra cho các bạn test nhé. Ok, bây giờ mở mét ra nhé. Đây, đã gửi Bụ Hà này, đã gửi Gia Bảo này. Các bạn sẽ thấy để như thế này thì phần mềm nó vẫn tiếp tục chạy. Đó, đã gửi Mai Vân, các bạn thấy chưa? Rất là ok. Thì phần mềm này khi mà các bạn muốn gửi hình ảnh sản phẩm hoặc là một cái chương trình sale gì đó đến một list bạn bè, hay là đơn giản là gửi đến để chăm sóc cái tệp khách hàng cũ thôi, thì các bạn có thể lưu khách hàng cũ thành một tệp và gửi như thế này. Rất là nhanh đúng không ạ? Chứ còn bây giờ các bạn cứ gửi tay thì nó rất là mất nhiều thời gian. Mà cái thời gian mà các bạn gửi bằng phần mềm thì các bạn có thể hoàn toàn qua mở mét ra và trả lời từng người một luôn. Và các bạn có thể qua Facebook đăng bài. Đấy, một người vào cùng một thời điểm mình làm nhiều việc khác nhau. Như vậy thì nó mới tạo ra được cái chất lượng và hiệu suất công việc một cách cao nhất. Và bây giờ test xong phần mềm Inbox FB thì mình sẽ cho các bạn xem tiếp cái chức năng khác của phần mềm nhé. Test xong cái tính năng gửi tin nhắn. Đây, mình quay trở lại mở phần mềm ra. Nó gửi rất là ok rồi, gửi nhiều rồi. Thì bây giờ Hà sẽ, nếu như các bạn muốn dừng lại thì các bạn ấn nút mũi tên này. Bây giờ Hà ấn nút mũi tên nhé, dừng lại để Hà làm việc khác cho các bạn xem nhé. Đây sẽ có một mục là lọc tương tác, các bạn vào đây. Các bạn chọn tiếp tục, chỗ này cảnh báo thôi chứ không có gì hết. Tức là phần mềm nó cảnh báo các bạn là nếu như đây là lần đầu tiên lọc bạn bè thì khả năng Facebook nó sẽ bị checkbot ấy. Thì sau khi các bạn đợi cho Facebook nó tính điểm tương tác thì nó sẽ hiện ra những người có điểm tương tác bằng 0. Thì nó sẽ tính điểm ra và các bạn sẽ xóa đi những người có điểm tương tác bằng 0 đó. Đó gọi là những bạn không bao giờ tương tác bài của các bạn. Thì cái quá trình này mất tầm khoảng 1 đến 2 phút. Trong lúc đợi phần mềm tính điểm tương tác của bạn bè thì mình qua Facebook mình xem thử bạn bè của mình là bao nhiêu nhá. Để cho mọi người chút kiểm nghiệm luôn nhá. Đây, bây giờ bạn bè của Hà đang là 4.975. Bây giờ mọi người đợi phần mềm nó tính điểm. Đây, ok. Đã tính điểm tương tác xong nhá. Thì các bạn để ý những người xuất hiện ở trên xuống này này, ở trên cùng này này, là tính điểm tương tác là cao nhất. Ví dụ là Nguyễn Thị Duyên hiện như thế này, tức là 309 like và 209 comment. Thì mọi người để ý thấy cái nút mũi tên trên xuống này không? Thì các bạn ấn vào đây sẽ hiện ra những người có điểm tương tác bằng 0. Đây, nó hệ như thế này. Thì các bạn sẽ thấy cái dấu 3 chấm này này. Đấy,
thì sẽ có là những bạn này thì sẽ lưu thành tệp hoặc là hủy kết bạn công không điểm hoặc hủy kết bạn đã chọn với gửi tin nhắn. Thì các bạn có thể ấn vào từng người như thế này và sau đó là gửi tin nhắn cho họ. Thì mình vẫn có thể gửi tin nhắn đến đến tệp mà bạn bè bằng không điểm như thế này. Đó, mình vẫn có thể gửi tin nhắn với họ. Thì cái mục mà gửi tin nhắn cho khách hàng không điểm này nó sẽ có hai cái hướng giải quyết như thế này. Một là mình sẽ kết nối lại với những người chưa bao giờ tương tác với mình, có khả năng là mình với họ tương tác quá yếu, thì mình sẽ kết nối lại với họ bằng cách như thế này. Đó, mình sẽ nhắn tin với họ, kết nối lại với họ. Khi mà họ trả lời lại inbox thì tức là họ sẽ thấy bài mình sau đó. Còn nếu như họ không trả lời inbox của mình thì tức là Facebook của họ đã bị hack, bị mất. Thì mình sẽ test cái tính năng gửi cho họ xong nhé. Gửi cho họ trước nhé. Ấn vào nút gửi tin nhắn. Ngày mới mạnh khỏe thành công. Ví dụ như vậy. Sau đó các bạn ấn vào cái nút ba gạch và chọn thêm hình ảnh. Các bạn sẽ chọn hình ảnh như thế này. Sẽ chọn hình này. Sau đó các bạn ấn gửi đi. Ấn gửi đi ở mũi tên trên cùng này. Các bạn sẽ chọn gửi. Đang bị đơ một chút. Máy nó đang chạy một lúc nhiều tính năng, nó đang bị đơ một chút. Bây giờ các bạn sẽ thử lọc trước nhé. Đây các bạn sẽ chọn này. Mình sẽ xóa những người này đi. Các bạn sẽ chọn hủy kết bạn không điểm này. Thì khi mà mình chọn hủy kết bạn không điểm thì những người không điểm sẽ bị xóa đi. Đó, ví dụ MC Ngọc Khân đã xóa. Nga Hoàng đã xóa. Hà sẽ quay trở lại Facebook làm mới lại Facebook cho các bạn nhé. Đây lúc nãy là 4.975 đúng không? Đây các bạn thấy không? 4.973 rồi nhé. 4.972. Như vậy là vẫn đang xóa rất là nhiều. 4.971. Nó đang, bạn bè nó đang tự động giảm luôn. Mọi người nhìn thì mọi người sẽ thấy. Mình thoát khỏi phần mềm thì nó vẫn đang tiếp tục lọc cho mình. 4.969. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Thì một tuần các bạn nên lọc 300 bạn thôi nhá. Thì cái tính năng lọc bạn bè này của phần mềm Inbox FB nó rất là tuyệt vời, để các bạn có thể nhường chỗ cho khách hàng tiềm năng. Và như các bạn, như Hà đã nói với các bạn ở đây, khách mới luôn luôn được ưu tiên hiển thị. Như vậy là nó quá ok rồi nhá. Mình mở lại phần mềm xem thử nó đang chạy như thế nào. Các bạn thấy chút nó đen đen như vậy là chút nó lên. Đấy. Đã xóa, nó hiện đã xóa đấy. Nếu như các bạn muốn dừng thì các bạn chỉ cần ấn nút back nhé. Ấn nút back để thoát khỏi cái phần mềm này là ok. Các bạn để cho nó lọc tầm 300 bạn. 300 bạn rơi vào tầm 10 đến 15 phút là được nhé. Không nên để nó lọc quá nhiều. Ok rồi nhá. Các bạn đã xem xong phần mềm Inbox FB bên Hà nó hoạt động ra sao đúng không ạ? Vậy Hà không bao giờ nói suông. Vậy cái phần mềm thứ ba mà Hà muốn giới thiệu với các bạn là gì? Là phần mềm Line FB. Đây, đây mới là phần mềm giúp các bạn ra đơn ngay, ra tiền ngay. Các bạn biết đấy, Facebook nó luôn luôn ưu tiên hiển thị livestream. Livestream luôn được đẩy lên. Khi mà người ta livestream, các bạn sẽ nhận được thông báo là Trịnh Thu Hà đang phát livestream đúng không? Còn khi mà Hà đăng bài thì các bạn làm gì nhận được thông báo đúng không ạ? Đó, vậy thì livestream luôn luôn được Facebook ưu tiên hiển thị, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà các bạn livestream thì cái niềm tin của các bạn, niềm tin về sản phẩm được đẩy lên rất là cao. Các bạn bán một chiếc áo, khi mà các bạn chụp ảnh lên họ sẽ nói, ôi, Photoshop ấy mà, áo làm gì ngoài đời đẹp được như vậy. Nhưng
Khi mà các bạn livestream các bạn tận 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 mắt đây, đưa cái chất liệu như thế này ra cho họ xem, độ tin tưởng được đẩy lên 100% luôn và chắc chắn là họ đặt hàng ngay lập tức ở trên cái livestream đó. Đó. Và livestream là cái để khẳng định thương hiệu của các bạn rất là nhanh. Các bạn không giảm livestream trên Facebook thì làm sao họ tin được các bạn, đúng không ạ? Vậy làm sao mà các bạn đủ sức khỏe để ngày nào cũng đều đặn xuất hiện trên Facebook? Mà giống như Hà đấy, có nhiều khách hàng đến với Hà và nói là thường thì em xem đến livestream thứ 3, thứ 4 em mới mua, livestream đầu tiên em chưa muốn mua đó. Vậy thì làm sao để thứ 2, thứ 3 mà các bạn vẫn xuất hiện trong đầu khách hàng để khách hàng mua? Vậy thì các bạn phải xuất hiện vào một cái khung giờ cố định, ngày nào cũng xuất hiện. Các bột bán hàng lớn, các cửa hàng lớn thường chọn 21 giờ đêm hay là 20 giờ, ngày này qua ngày khác, cứ giờ đó các bạn phát live. Thì khách hàng sẽ có một thói quen, à vào khung giờ này cái shop kia nó sẽ online này, nó sẽ live stream xả hàng giá rẻ này, mình phải vào săn ít cái mới được. Đó, đó là tâm lý của khách hàng. Vậy thì các bạn phải làm được điều đó, nhưng không phải ngày nào các bạn cũng có đủ sức khỏe để live stream. Hà có rất nhiều khách hàng đến với Hà và bảo rằng bây giờ chị mệt lắm rồi, livestream tốn rất là nhiều năng lượng, phải nhảy này, phải nói này, và livestream luôn 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 phải nhấn nhá giọng để người ta vào xem, người ta không nhàm chán, phải thể hiện được năng lượng của mình. Và thật sự là chị rất là đau họng, chị rất là mệt, và chị không có nhiều thời gian để chăm con nữa, chị không có nhiều thời gian để chăm gia đình nữa. Mỗi lần livestream chị phải soạn kịch bản rất là lâu. Vậy phần mềm Live FB bên Hà là cứu cánh cho các bạn. Các bạn chỉ cần like một lần thôi, sau đó các bạn phát lại lên trang này, lên page này, lên nhóm này. Một tháng tối đa 30 lần. Một tháng tối đa 30 lần. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nó cho phép các bạn phát lên page, phát lên nhóm, phát lên trang, không giới hạn thời gian. Đó. Các bạn đừng có băn khoăn là khi mà mình livestream một cái mẫu mà mình phát lại thì mẫu đó người ta mua rồi thì sao? Các bạn đừng lo. Để khi khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm các bạn, đặt mua một sản phẩm mà sản phẩm đó không có, các bạn có thể khéo léo giới thiệu một sản phẩm tương tự. Tại vì họ đã quan tâm đến mình, tức là họ dành niềm tin cho các bạn rồi. Việc còn lại là phụ thuộc vào kỹ năng của các bạn để chuyển đổi cái sản phẩm cho khách thôi. Và cái nữa là các bạn có thể quay video sản phẩm. Ví dụ như khách hàng dùng mì, khách hàng bán mỹ phẩm. Bán mỹ phẩm thì khi các bạn quay video là đưa một sản phẩm lên, quay video ngắn tầm 10-15 phút là giới thiệu cái sản phẩm này thành phần ra sao, cách dùng ra sao, tính năng gì, dùng trong vòng bao nhiêu ngày sẽ có kết quả. Thì các bạn quay video, khi mà cái lợi ích của quay video là các bạn có thể chèn logo lên, chỉnh sửa bằng phần mềm YouGov. Cái này Hà đã có nguyên một video hướng dẫn các bạn rồi. Nếu như các bạn chưa biết cách chỉnh video bằng YouGov thì các bạn liên hệ Hà và Hà sẽ hướng dẫn các bạn, gửi cho các bạn xem video đó để các bạn làm. Thì cái video mà các bạn có thể chèn logo này, chèn số điện thoại này, và chèn các cái dòng mà giật tiêu đề, giật tít, tiêu đề hấp dẫn thì khách hàng rất là thu hút khách hàng luôn. Các bạn sẽ thấy đấy, người nào mà chăm làm video thì người đó tuyển hệ thống, người đó phát triển hệ thống rất là mạnh và bán lẻ cũng rất là mạnh luôn. Đó. Vậy thì phần mềm bên Hà giúp các bạn đó là quay video, post lên kênh YouTube và chuyển đổi cái video đó thành cái bản phát live trực tiếp trên Facebook. Cái đó là cái phần mềm bên Hà làm được. Các bạn thấy đấy, Hà hàng ngày cứ phát những cái video ngắn như thế này này, chèn logo như thế này này, hay là cả phim hài, hay là cả video hot, cả cái sự việc hot, Hà phát một ngày không biết bao nhiêu lần ở trên trang, trên nhóm và trên trang cá nhân của Hà và trên page. Các bạn cũng thấy rồi mà, đúng không ạ? Cái phần mềm này nó rất là dễ luôn. Và khi mà mình phát like cũ thì comment ở like cũ nó không hiện lên ở like mới nữa. Các bạn có thể vào vừa nằm ở trên giường nghỉ ngơi thoải mái mà vẫn có thể vào xem mình live stream và chốt đơn với khách hàng, rất là ok luôn. Đó. Và một tháng nó cho các bạn phát tối đa 300 lần lên trang, lên page và lên nhóm. Rất là tuyệt vời đúng không? Và một năm cũng chỉ có là 1.500.000 thôi. Các bạn phát đi 20 khách hàng, 20 đơn, các bạn phát lại chắc chắn cũng có 5-10 đơn. Mà chi phí thì chỉ có 3k một ngày. Một ngày các bạn, một tháng các bạn phát tối đa 300 lần mà chỉ có 250.000 nếu như các bạn mua lẻ. Còn các bạn mua một năm thì giá rất là rẻ rồi, 1.500.000. Cái phần mềm này không cần phải lăn tăn gì hết. Khách bán quần áo bên Hà mua nườm nượp, là khách bán dây dép. Mỹ phẩm cũng vậy. Nói chung các bạn đã bán sản phẩm gì là các bạn cần phải live stream. Cái đó là cái yếu tố tiên quyết
nếu như các bạn muốn bán lẻ và tuyển hệ thống, yêu cầu các bạn phải live stream. Và nó cho phép các bạn chọn giờ. 9 giờ tối con các bạn bận học, các bạn cần phải dạy con học, nhưng mà cái giờ đó là người ta online đông nhất. Vậy làm sao? Giải pháp là live FB. Các bạn dùng phần mềm bật một phát thì nó phát live vào giờ đó. Đó. Các bạn có thể live stream buổi trưa lúc mà con ngủ. Con ngủ các bạn tranh thủ quay video đến lúc mà các bạn bận bịu việc gia đình, nhưng mà là đó là giờ vàng thì các bạn bật lên là nó phát thôi. Thật sự nó rất tuyệt vời luôn. Và nó giúp các bạn phát trên trang, trên page, trên nhóm. Vậy Hà cho các bạn xem phần mềm live FB nó hoạt động như thế nào nhé. Các bạn cùng xem cái video này nhé. Và điều đặc biệt nữa là các bạn có thể add 1, 2, 3 nick. Phát đồng thời khách hàng bên Hà, phát đồng thời cả page này, cả trang này, cả nhóm này và cả 3 nick cơ. Thật sự nó rất là tuyệt vời luôn. Không giới hạn thời gian, các bạn có thể chèn cái dòng logo chạy phía dưới. Sản phẩm này chỉ có giá 99k, liên hệ đặt hàng hay là để lại số điện thoại để được tư vấn, kèm theo cái hình đại diện của các bạn ở một góc và cái dòng chữ chạy phía dưới này. Đó. Khi mà các bạn phát video, phát phim hài, được người ta chia sẻ cái video đó rất là nhiều, thì các bạn có một dòng chữ khẳng định thương hiệu của các bạn ở phía dưới. Đó. Các bạn không muốn phát live thì các bạn có thể phát phim hài kéo lượt theo dõi tương tác rất là cao. Người ta xem cái live stream của các bạn sẽ có một nút Facebook nó hiện lên là các bạn hãy theo dõi Trịnh Thu Hà để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Đó. Đó là cái mà Facebook nó luôn luôn ưu tiên cho live stream. Vậy các bạn chần chừ gì nữa mà không đăng ký sử dụng đi. Bán hàng tốt ở trên Facebook, muốn bán hàng tốt ở trên Facebook bắt buộc phải live stream, các bạn nhớ nhé, hoặc quay video. Vậy các bạn hãy xem phần mềm live FB bên Hà hoạt động như thế nào nhé. Ok, bây giờ Hà sẽ cho mọi người thấy phần mềm live FB hoạt động ra sao nhé. Đây là phần mềm live FB của công ty Zila Việt Nam. Sau khi mà đã tải app về điện thoại thì các bạn mở app ra và kết nối với tài khoản Facebook của các bạn. Các bạn ấn vào ô kết nối. Các bạn chọn tài khoản Facebook của mình. Các bạn nhập mật khẩu vào. Sau khi các bạn nhập mật khẩu thì các bạn chọn ô đăng nhập. Và đợi load Facebook tự động thoát thì các bạn mở lại. Thao tác này có thể mất 1 đến 2 lần hoặc là 1 lần là được luôn, tùy máy và tùy cái đồ xử lý của mạng á. Các bạn làm lại thao tác đó một lần nữa. Sau khi mà đã kết nối thành công như thế này thì các bạn vào ô bắt đầu phát nhé. Thì ở đây các bạn sẽ chép cái đường link video mà các bạn muốn phát hoặc là live stream cũ. Thì chỗ này mọi người có thể vào kênh YouTube hoặc là vào Facebook thì tùy các bạn nhé. Thì Hà sẽ vào kênh YouTube của Hà và copy cái video này, ok cái video này. Đó, Hà sẽ chọn nút chia sẻ. Hà sẽ chọn nút sao chép liên kết và mở phần mềm Live FB ra. Các bạn chọn bắt đầu phát. Các bạn để ý nhá, cái ô đầu tiên này là chỗ để nhập đường link. Các bạn ấn giữ tay trong vòng 2 đến 3 giây sẽ hiện nút dán, các bạn ấn vào. Sau đó các bạn ấn vào nút hình chữ nhật cộng vuông trên này. Nếu như nó không hỗ trợ nguồn thì các bạn qua Facebook copy link, rất là dễ thôi. Các bạn có thể copy link từ Facebook hoặc copy link từ YouTube. Facebook thì Hà cũng có cái video này. Hoặc là các bạn có thể gõ bà Tân Vlog hoặc bất cứ một cái gì đều ok. Đây, ví dụ Hà đã từng phát trực tiếp cái video này. Bây giờ Hà sẽ phát lại. Thì Hà sẽ ấn nút chia sẻ này. Sao chép liên kết. Ok, mở phần mềm Live FB ra. Các bạn sẽ chọn bắt đầu phát đây. Các bạn dán vào đây và ấn hình chữ nhật trên góc trên cùng này và get link. Rồi, có ok rồi, vậy là get được link Facebook thành công. Đừng có mở nữa. Rồi các bạn sẽ chọn nhá, cái phía dưới này là màu văn bản. Cái văn bản mà chạy dọc cái video.
Đây là kiểu văn bản, đây là khung hình. Thì nếu như các bạn phát cái video của người khác thì các bạn chèn cái dòng quảng cáo sản phẩm của các bạn ở đây hoặc thông tin liên hệ. Còn Hà phát video của chính Hà thì Hà không cần, Hà bỏ qua mục này mà sẽ đến là mục bài viết trên Facebook. Thì đây sẽ là tiêu đề của các bạn. Mẹ tăng tương tác thật trên Facebook. Mời các bạn lắng nghe. Ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy nhá. Rồi chỗ này là hẹn giờ. Các bạn có thể hẹn giờ bao giờ phát đó tùy các bạn. Còn không thì các bạn bỏ qua bước này thì sẽ là phát luôn. Còn còn các bạn chỗ này, chỗ này sẽ có một mục là phát trên trang cá nhân, phát trên nhóm và phát trên page. Thì đây, cá nhân đây, nhóm đây. Thì các bạn tham gia nhóm nào thì sẽ hiện lên hết. Chỗ trang đây, thì các bạn có trang nào sẽ hiện lên. Thì bây giờ Hà sẽ phát ở trên trang cá nhân nhé. Trang cá nhân thì các bạn chỉ cần ấn nút xong là ok. Đó, báo video trực tiếp của bạn đang bắt đầu phát rồi. Các bạn qua mở Facebook lên nhé. Các bạn làm mới lại trang Facebook. Ok, Trịnh Thu Hà đang phát trực tiếp đấy ạ. Với tiêu đề lúc nãy Hà đặt đây, mẹo tăng tương tác thật trên Facebook. Thì các bạn có thể vào đây. Các bạn có thể vào xem giống như một người xem bình thường và comment. Đó, sẽ hiện là có ai vào xem thì các bạn sẽ thấy luôn. Rất là ok luôn đúng không ạ? Đó, và phần mềm Live FB thì chỉ cần các bạn bỏ link vào thì là nó phát thôi. Các bạn không cần phải mở cho nó chạy. Rồi, vậy là nó quá ok luôn. Một ngày các bạn có thể phát tối đa bao nhiêu cũng được. Và một tháng là tối đa 300 lần. Phát lên trang, lên page và lên nhóm nhé. Các bạn có thể đồng thời phát cả trên trang và phát cả trên nhóm và trên page. Nhưng yêu cầu là đừng có lạm dụng nó quá nhá. Rồi ok rồi, phần mềm Live FB của các bạn ok rồi nhá. Rồi. Thì cái này nó không giới hạn thời gian. Các bạn có thể phát cái video tầm 2 tiếng, 3 tiếng nó cũng ok luôn. Các bạn đã xem phần mềm Live FB, phần mềm Auto FB, phần mềm Inbox FB, 3 phần mềm bên Hà hoạt động đúng không ạ? Vậy khi mà các bạn sở hữu bộ 3 phần mềm này rồi thì chắc chắn việc bán hàng trên Facebook dễ như trở bàn tay. Tại vì nó kết hợp với cả kiến thức kinh doanh ở bên Hà nữa. Bên Hà, công ty Hà có một nhóm dành cho khách hàng, có kiến thức của công ty, có kiến thức của Hà và của đội nhóm. Đó. Khi mà các bạn áp dụng kiến thức, phần mềm giúp các bạn tiếp cận khách rồi, kiến thức giúp các bạn viết bài hay rồi, kiến thức bên Hà giúp các bạn quay video thu hút rồi, livestream làm sao cho tự tin rồi, thì các bạn kết hợp cả kiến thức và phần mềm đảm bảo các bạn bùng nổ doanh số. Và cái cuối cùng Hà muốn giới thiệu cho các bạn là gì? Đó là website. Các bạn biết website chưa? Các bạn xem cả cửa hàng lớn, các cửa hàng quần áo lớn họ sẽ có ở trên biển hiệu, đó là www.hongvishop.com. Đó, ví dụ như vậy, đó là khách bên Hà có một shop là quần áo ở Thanh Chương thì chị ấy đăng ký web và chị ấy mua cái tên miền là Hồng Vi Shop, và cái website của chị ấy là www.hongvishop.com. Đó. Cái website, cái tên miền là cái duy nhất nó không giống như tên Facebook. Facebook các bạn gõ Trịnh Thu Hà có thể ra hàng chục, hàng trăm Facebook tên Trịnh Thu Hà. Nó rất là khó để các bạn đưa cái giúp khách hàng tìm ra được thương hiệu của các bạn. Nhưng website là khác. Tên miền chỉ có một. Các bạn mua Trịnh Thu Hà thì chỉ có một tên miền Trịnh Thu Hà thôi, không ai đụng hết. TrịnhThuHa.com, TrịnhThuHa.vn, TrịnhThuHa.com.vn. Đó. Vậy thì website là cái gì? Là cái cửa hàng, là cái thương hiệu của các bạn được khẳng định. Các bạn bán bất động sản, các bạn bán quần áo, một chiếc áo hàng hiệu, một chiếc áo chất rất là ok mà các bạn không treo nó ở trong cửa hàng sang trọng, các bạn chỉ có bán hàng ra ngoài chợ thì chỉ có thể đẩy được giá nó dưới 100 thôi. Nhưng mà cùng chiếc áo đó các bạn treo ở cửa hàng hàng hiệu thì các bạn có thể đẩy được giá nó lên giá 200 đến 300. Đó là cái giá của thương hiệu. Cái này các bạn hiểu rất là rõ đúng không ạ? Vậy thì website cũng vậy.
sản phẩm của các bạn khi mà đã được đẩy lên website rồi, đưa cái website đó cho khách hàng xem, niềm tin đẩy lên là tuyệt đối. Facebook không thể show hết sản phẩm của các bạn được, nhưng website làm được. Nó có từng danh mục rõ ràng: sản phẩm bán chạy, sản phẩm giá dưới 100, sản phẩm giá dưới 200, sản phẩm dành cho người già, sản phẩm dành cho trẻ em. Đó, nó có từng danh mục trổ xuống như thế này. Khách hàng chỉ cần bấm vào danh mục và chọn cái mục mà khách hàng muốn tìm thì nó sẽ hiện ra hết tất cả các cái sản phẩm đó. Và cái website nó sẽ cho phép các bạn đăng hình ảnh bắt mắt, đẹp, kèm với giá, giá sale bao nhiêu, và kèm theo cái lời giới thiệu ngắn về cái sản phẩm đó nữa. Đó. Và trong cái website đó sẽ có phản hồi của khách hàng, sẽ có địa chỉ của cửa hàng, sẽ có số điện thoại hotline, sẽ có liên kết với Zalo, liên kết với Facebook, liên kết với fanpage, liên kết với Messenger. Khách hàng sẽ có cả cái nút kêu gọi để khách hàng làm: bạn đang quan tâm đến sản phẩm này, bạn hãy gọi cho chúng tôi theo số. Chỉ cần ấn vào cái hình gọi điện thì sẽ ngay lập tức kết nối với số điện thoại của các bạn. Ấn vào Facebook ngay lập tức tra ra Facebook của các bạn. Ấn vào Messenger sẽ ngay lập tức mà nhắn tin với các bạn. Đây là cái website làm được. Nó thật sự rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và chi phí của nó thì cũng chỉ có 1 năm 1 triệu rưỡi và 5 năm 4 triệu rưỡi mà thôi. 5 năm 4 triệu rưỡi thì Hà luôn luôn tặng tên miền quốc tế cho các bạn, đó là tên miền.com. Khách hàng bên Hà mua một lúc 4, 5 tên miền cơ. Tức là khi mà khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm, khách hàng lên Google tra. Ví dụ khách hàng bên Hà có một khách là dịch vụ vệ sinh công nghiệp ở Nghệ An, thì anh ấy là làm thêm dịch vụ đó là lau kính cao tầng ở Nghệ An, thì anh ấy mua thêm cái tên miền đó là lau kính cao tầng Nghệ An. Thì những người lên Google search dịch vụ lau kính cao tầng tại Nghệ An thì sẽ ra cái website của anh ấy, sẽ ra cái tên miền đó. Đó, vậy thì nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cái website là cái mà khẳng định thương hiệu cho các bạn. Khi mà các bạn đăng ký giấy phép kinh doanh hay các bạn làm việc với các công ty lớn thì bắt buộc các bạn phải có website. Vậy chần chừ gì nữa mà các bạn không liên hệ Hà để Hà thiết kế cho các bạn một cái website chuyên nghiệp nhất, có thể show hết sản phẩm của các bạn và khẳng định thương hiệu của các bạn một cách nhanh nhất. Vậy ngày hôm nay Hà đã nói cho các bạn hết tất cả 3 phần mềm tuyệt vời và một cái website bên Hà: phần mềm AutoFB giúp comment tự động, phần mềm Inbox FB giúp gửi tin nhắn tự động, quét khách tiềm năng không giới hạn, lọc bạn bè không tương tác, phần mềm Live FB giúp phát lại livestream cũ và cả video có sẵn, và website là nơi khẳng định thương hiệu cho các bạn. 4 cái phần mềm này phải giúp các bạn bùng nổ doanh số và giúp các bạn phát triển bán hàng online. Bán hàng online thật sự sẽ là một nghề tạo ra thu nhập rất là tốt cho các bạn. Vậy khi mà các bạn đã xem hết cái video này, các bạn hãy để lại số điện thoại ở phía dưới hoặc comment là tôi muốn được tư vấn, Hà sẽ tư vấn tận tình cho các bạn. Các bạn muốn được trải nghiệm sản phẩm nào, các bạn hãy inbox cho Hà, Hà sẽ cho trải nghiệm thử một ngày. Các bạn sẽ được trải nghiệm thử một ngày sản phẩm bên Hà. Và phần mềm trị giá 200.000, đó là cuốn ebook 12 tuyệt chiêu bán hàng thu hút trên Facebook của thầy Trần Nhật Minh, nhà sáng lập công ty Zila Việt Nam, sẽ dành tặng cho bạn nào comment tại video này là tôi đã xem hết nội dung. Khi mà các bạn xem hết nội dung, các bạn comment nội dung đó vào dưới video này, Hà sẽ tặng luôn cái cuốn ebook đó cho các bạn. Đảm bảo khi mà các bạn đọc xong cuốn ebook, các bạn sẽ có được những bí kíp bán hàng tốt nhất. Rồi, xin cảm ơn, cuối cùng xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi livestream này, video này, và luôn ủng hộ Hà qua các video. Và nếu như các bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề kinh doanh online, các bạn muốn phát triển hệ thống, các bạn muốn bán lẻ, các bạn đang tìm giải pháp mới thì các bạn hãy inbox cho Hà. Hà sẽ giúp đỡ các bạn bán hàng online thành công. Và nếu như các bạn đang muốn tìm một công việc, các bạn chưa biết khởi nghiệp từ đâu, các bạn hãy inbox cho Hà. Hà sẽ để cho các bạn giống như Hà đây, được bán phần mềm với Hà, được trở thành chuyên gia dẫn dắt người khác. Các bạn cam kết với các bạn đầu tư 5 triệu sẽ có về thu nhập 25 triệu. Chắc chắn là điều như vậy, 5 triệu sẽ được kích hoạt ngay 25 triệu. Đó là một công việc tạo ra thu nhập rất là tốt. Các bạn sẽ được ký hợp đồng với công ty, đóng bảo hiểm với công ty, được thưởng bảo hiểm phi nhân thọ, được thưởng các chuyến du lịch, được quan tâm sinh nhật bản thân, chồng con, được cả hưởng cả cái chế độ phúc lợi khác. Và các bạn sẽ có một công việc rất là tuyệt vời, đội nhóm tuyệt vời, công ty tuyệt vời, có một hệ thống cực kỳ vững mạnh như là hệ thống công ty Zila Việt Nam.
Các bạn hãy về với Zila Việt Nam, về với Hà, về với thầy Trần Nhật Minh, về với cộng đồng hơn 5.500 con người, hệ thống hơn 300.000 khách hàng trải dài trên 80 quốc gia, hệ thống 34 văn phòng trải dài trên đất nước Việt Nam và trên Nhật Bản, Hàn Quốc. Các bạn sẽ được làm việc trong một môi trường tuyệt vời như vậy. Vậy các bạn chần chừ gì nữa mà không inbox cho Hà? 5 triệu các bạn tiêu cũng hết, ăn rồi cũng hết, nhưng 5 triệu về với Zila Việt Nam sẽ biến ra 25 triệu. Hà cam kết một điều là như vậy. Các bạn hãy inbox cho Hà nhé. Cuối cùng xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong livestream tiếp theo.